Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin cư dân mạng xôn xao về xe VinFast gãy càng đòi hàng minh bạch. Trong mấy ngày gần đây, nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội các hình ảnh cho thấy một số chiếc xe của hãng VinFast bị sập gầm, bánh xe gãy rời. Sự việc này làm lại dấy lên lo ngại về chất lượng xe của công ty VinFast, trong khi hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chưa đưa ra bất cứ phát ngôn chính thức nào. Đây là hình ảnh một chiếc xe VinFast bị gãy càng ở quận Vò Gấp, thành phố Hồ Chí Minh hôm 16 tháng 2 năm 2021, theo Facebook Phương Ngô chia sẻ. Cách đây năm hôm, Facebook Phương Ngô, người lâu nay vẫn thường lên tiếng trên mạng xã hội để chống tiêu cực và bất công, đăng bài và ảnh cho thấy một chiếc xe Lux A2.0 bị sụm xuống mặt đường, bánh trước bên trái gãy và quay quặt sang ngang. Bài đăng này sau đó nhận được 4.500 phản ứng thích, cười và ngạc nhiên, hơn 1.800 lời bình luận và 770 lượt chia sẻ. Theo thông tin mà bà Phương đưa ra, chiếc xe gặp sự cố ở đường Phan Văn Trị, quận Vò Gấp, thành phố Hồ Chí Minh. Bên dưới bài đăng của bà Phương, một số người xác nhận rằng họ sống gần đó và nhìn thấy chiếc xe bị như vậy. Nhiều người bày tỏ ý kiến rằng chất lượng xe của VinFast như vậy là quá tệ. Song bên cạnh đó, có những người cho rằng việc xe hơi bị hư hỏng như vậy không phải là điều lạ. Các hãng xe lớn trên thế giới đều có xác suất nhất định về việc xe gặp phải hư hỏng. Trong những ngày tiếp theo, nhất là trong hai ngày cuối tuần vừa qua, 20 và 21 tháng 2, một số Facebook khác cũng đăng bài và ảnh cho hay chỉ trong vài ngày có 3 chiếc xe khác của VinFast liên tục gặp sự cố tương tự. Theo thống kê của người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam, 4 chiếc xe của VinFast gồm một xe ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh hôm 16 tháng 2, một xe ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh hôm 21 tháng 2, một xe ở Quảng Ninh cũng hôm 21 tháng 2, và một xe mang biển số Đà Nẵng song không rõ thời điểm và địa điểm xe bị hư hỏng. Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA cũng đã cố gắng liên hệ với đại diện truyền thông của VinFast để tìm hiểu thực hư về việc này, song vị đại diện này không trả lời qua điện thoại. Facebook Phương Ngô viết thêm cho Đài tiếng nói Hoa Kỳ như sau. Họ không hề ra thông báo để giải thích. Từ hôm đưa lên chiếc xe đầu tiên đến nay là 4 chiếc xe liên tục bị tai nạn rất là nặng ở những cung đường đô thị bằng phẳng nhưng bị gãy gục như vậy, tạo ra sự cố hàng loạt, song nhận lại là sự im lặng của hãng xe. Đây là hình ảnh một chiếc xe VinFast khác bị gãy trục đang lan truyền trên mạng xã hội. Bà Phương đồng ý với quan điểm được nhiều người khác đưa ra là hãng xe nào trên thế giới dù là lớn và lâu đời hơn VinFast cũng không thể tránh được việc có lượng xe nhất định bị hỏng. Song cách hành xử đúng đắn là hãng cần lên tiếng để giải tỏa những nghi ngại từ người tiêu dùng. Bà nói tiếp như sau. Thương hiệu của VinFast còn mới, ai cũng có sự thông cảm, nhưng tính cầu thị của Vin là không có, tính trung thực cũng không có, tức là nhìn nhận và sửa sai, không nhận lỗi sản phẩm để thay đổi, phát triển, họ không có. Sự thiếu minh bạch của Vin về sản phẩm, người tiêu dùng và lái xe bức xúc. Họ không thích về cách xử lý truyền thông và sự bưng bít truyền thông. Trong các diễn đàn Autofun hay OFB, Vin được cho rằng mua chuộc một lượng lớn thành viên để họ đánh phủ đầu những ai nói về các vấn đề của xe VinFast. Do không thể kết nối được với đại diện của hãng VinFast nên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ không thể làm rõ về tính xác thực của lời cáo buộc do bà Ngô Phương đưa ra. Ông Sơn, một chủ gara sản xuất ô tô ở quận Đống Đa, Hà Nội, cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết ông có theo dõi bài và ảnh các phụ xe VinFast bị gãy càng gần đây. Ông đưa ra lý giải về mặt kỹ thuật như sau. Không có xe nào đang đi mà tự gãy được, chắc chắn 100%, kể cả xe cỏ như Daio, Matiz chẳng hạn. Phải đâm và có những cái thế mà đâm rất dễ bị gãy bánh, chắc chắn là do va chạm. Còn nếu nói là do lắp sai thì không lắp được luôn, thứ hai là không đi được luôn. Bốn bánh phải cân, phải chỉnh chuẩn mới đi được. Nên về khâu kỹ thuật và lắp ráp tôi nghĩ không phải đâu, xe VinFast hay bị soi thôi, chắc chắn do va chạm. Bình luận về khía cạnh quan hệ công chúng, xử lý khủng hoảng, ông Sơn chia sẻ quan điểm với nhiều người rằng VinFast không nên im lặng và nên giải thích về các vụ việc. Ông nói tiếp như sau. Thực ra họ nên nói cho người ta hiểu thì đỡ. Cái bị thứ nhất, cái thứ hai, rồi đến cái thứ ba thì hãng nên nhảy vào giải thích và xử lý thông tin. Đây là hình ảnh toàn cảnh nhà máy sản xuất xe hơi VinFast tại khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng.
hãng VinFast khánh thành nhà máy sản xuất ô tô ở Hải Phòng hồi giữa tháng 6 năm 2019. Kể từ đó đến nay, hãng cung cấp cho thị trường Việt Nam dàn sản phẩm ô tô gồm các xe Fadi, Lux A2.0, Lux SA2.0 và President. Ngoài các dòng xe dùng động cơ đốt trong kể trên, VinFast cũng có kế hoạch chế tạo xe hơi chạy bằng điện. Như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng đã đưa tin cách đây gần 2 tuần, hãng VinFast loan báo họ đã được cấp giấy phép thử nghiệm chạy ô tô điện thông minh tự hành trên đường phố ở California thuộc Mỹ trong nỗ lực vươn ra thị trường toàn cầu. Bên cạnh sản phẩm ô tô, từ đầu tháng 11 năm 2018, VinFast bắt đầu sản xuất và bán xe máy điện Clara ở thị trường trong nước. Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Lê Luân đưa ra bài bình luận với tựa đề "Sự im lặng đáng sợ" với nội dung được ông chia sẻ như sau. Liên tiếp, 4 chiếc xe của hãng ô tô nhãn VinFast gãy trục phía trước khi đang lưu thông. Đáng ra, nếu trong một xã hội minh bạch, thì sẽ trở thành một cơn chấn động về công nghệ mà các báo sẽ phải đưa tin. Người Nhật cho thu hồi ngay lập tức toàn bộ số xe là khoảng hơn 6 triệu xe vào năm 2015 và khoảng 4 triệu xe trên toàn cầu vào năm 2020. Mặc dù đã phân phối hoặc đã bán cho khách hàng khi có sai sót về lỗi kỹ thuật, dù chưa gây ra bất cứ tai nạn nào kiểu như đang thấy với xe VinFast. Báo chí đã không còn vì sinh mệnh người dân, hãng xe không có bất cứ khuyến cáo nào cho người sử dụng. Thế nên, ăn nước mắm hóa chất hay uống nước giải khát thảo dược đầy độc tố vẫn thấy tự hào và ngon nghẻ. Chúng ta đang sống trong sự ngược đãi của chính xã hội chúng ta đang sống. Mạng người trở nên rẻ mạt chưa từng có và nó hoàn toàn bị thách thức một cách hết sức thản nhiên và công khai. Đây là hình ảnh bên trong nhà máy sản xuất xe hơi VinFast. Còn Facebook Đặng Tuấn từ Canada thì đưa lý do vào trong một bài viết với tựa đề "Xe VinFast bị gãy bánh xe, lỗi do đầu". Ông chia sẻ, cái đầu tiên phải nhận ra qua màu sơn còn rất bóng và hai chiếc vành xe bên phải không có dấu hiệu cũ hay hao mòn theo thời gian. Tôi có thể khẳng định chiếc xe này mới qua sử dụng không quá 6 tháng và xe không có dấu hiệu bị tai nạn xảy ra ở bên phải. Chiếc xe với tình trạng ở trên, ta có thể khẳng định đây là lỗi từ nhà sản xuất. Thứ nhất, có thể do lỗi thiết kế hoặc chất lượng thép của bộ càng phía trước. Thứ hai, có thể do khi lắp bánh xe, người ta lắp ráp không tuân thủ đúng quy trình để xảy ra tình trạng các con ốc bắt không đều. Thứ ba, tất cả xe hơi đều phải được bảo đảm tiêu chuẩn an toàn, cụ thể trong trường hợp này là khi gặp ổ gà trên đường. Nếu trường hợp này xảy ra ở Mỹ hay Canada, thì Bộ Giao thông sẽ vào cuộc ngay và xem trước khi bán ra thị trường, xe này có đảm bảo đủ độ an toàn hay không. Nhà sản xuất có thử các va chạm mạnh hay không. Tóm lại, dù bất cứ hoàn cảnh nào thì nhà sản xuất cũng đều phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người tiêu dùng và chịu trách nhiệm an toàn trước công chúng. Đồng thời đình chỉ bán ra dòng xe này và các loại xe khác cùng dây chuyền lắp ráp này. Trước mắt phải thu hồi các xe đã bán ra thị trường, thay toàn bộ phụ tùng mới đảm bảo an toàn trước khi cho lưu hành trở lại. Với hơn 30 năm kinh nghiệm sử dụng xe và các tư cách kỹ sư chất lượng trong ngành xe hơi, tôi khuyên mọi người chớ mua xe này. Và thêm một bình luận rất đáng chú ý, đó là bài Tư Bản Đỏ. Đó là tựa đề bình luận trên trang Facebook của ông Phạm Minh Vũ với nội dung như sau. Liên tiếp 4 chiếc xe phụ VinFast bị gãy wire, cùng một lỗi nhưng liên tiếp các vụ việc xảy ra mà không một tờ báo nào dám đưa thông tin này ra. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn VinGroup được biết đến với một người đại gia triệu phú sản xuất mì tôm tại Ukraine trước đây. VinGroup là thành công trên một trục quyền lực tương tự như chế độ độc tài. Vượng Vin một mặt dùng mối quan hệ với các quan tứ trụ triều đình để biện mồm tuyên giáo, bắt báo chí im lặng mỗi khi có sự việc liên quan tới Vin. Mặt khác, tung các lực lượng dư luận viên từ cấp cao tới cấp thấp để tung ra những luận điệu có lợi cho Vin. Mục đích là dập tắt những vụ án và vụ gây ồn ào trên truyền thông, cũng như không một cơ quan liên quan đến an toàn giao thông nào kiểm định về độ an toàn của xe VinFast. Chúng ta cũng thấy mới đây Cục An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Mỹ cho biết Ford đã phải thu hồi 3 triệu xe có trang bị túi khí Takata ở phía trước do bị lỗi. Vào ngày 18 tháng 2 năm 2021, hãng xe Ford đã triệu hồi 154.000 chiếc xe lỗi túi khí trong đợt 2. Và người Nhật cũng cho thu hồi ngay lập tức toàn bộ số xe khoảng 4 triệu xe trên toàn thế giới vào năm 2020, mặc dù đã phân phối hoặc đã bán cho khách hàng khi có sai sót về lỗi kỹ thuật. Mặc dù chưa có vấn đề gì gây nguy hiểm tính mạng
như xe VinFast và các hãng xe uy tín trên thế giới cũng lập tức nhận sửa sai, ít nhất là khắc phục sự cố bằng cách triệu hồi xe lỗi trở về. Còn Vượng Vin thì lại khác. Ngoài dùng quan hệ và tiền bạc để xử lý các sai nhằm che giấu nó, mặc kệ cho sự an nguy tính mạng của người sử dụng, không may xảy ra trên cao tốc thì thiệt hại dân vẫn chịu. Đó là biểu hiện của sự lưu manh và nói thẳng là mất dạy của tư bản đỏ, làm ăn bất chính với sự hợp tác và bảo kê của tầng lớp cầm quyền. Vin cũng nổi tiếng là xây dựng đế chế huy hoàng trên xương máu nhân dân. Kinh doanh của chính của Vin là đất đai. Vin vươn vòi là tất cả các ngành nghề khác nhau, nếu thua lỗ thì về cướp đất rồi bán giá cao để bù vào. Thay vì xin lỗi nhận sửa sai, bản tính mafia của Vượng chỉ thành công trong chế độ độc tài khi quan chức toàn bọn hủ bại, mê tiền và phớt lờ những sai trái của Vin. Điều đó đồng nghĩa với tính mạng của nhân dân như những con tốt thí để giúp cho Vin đạt được sự hào quang gọi là doanh nhân thành đạt. Tư bản đỏ giàu nhờ thẻ đảng, giàu nhờ cướp đất và đem sinh mạng nhân dân ra để đổi trác, có gì mà tự hào. Ăn cắp trí tuệ, đầu lắp cái này đuôi lắp cái khác rồi tự nhận là của mình. Thế giới có một tỷ phú xuất hiện thì cả nhân loại được hưởng thụ. Việt Nam xuất hiện một tỷ phú như Vượng thì đất nước càng cạn kiệt tài nguyên, người dân càng thêm nghèo mạt, bao cảnh gia đình tàn nát bởi mất đất. Góp ý với Vượng là nên đổi thành xe VinFast đi cho đúng bản chất. Ông Phạm Minh Vũ đã nêu ra quan điểm riêng của mình như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 2 năm 2021 với bản tin cư dân mạng xôn xao về xe VinFast bị gãy càng, đòi hãng minh bạch. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.